Macronutrition hay còn gọi là dinh dưỡng đa lượng, và macro trong tiếng Anh có nghĩa là to lớn, vĩ đại. Chính vì vậy mà nó được coi như là một nhóm dinh dưỡng vô cùng là quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với sức khỏe của mỗi người chúng ta. Và trong cuộc sống, bạn sẽ thấy macronutrition được nhắc tới ở khắp mọi nơi, như là khi bạn ăn uống thể dục thể thao hoặc là bạn muốn duy trì sức khỏe của mình. Và macronutrition là gì, và tầm quan trọng của macronutrition trong chế độ ăn uống của chúng ta là gì, và tỷ lệ bao nhiêu ăn thì là tốt, thì ở trong video này sẽ giúp bạn khám phá điều đó. Đối với carbohydrate thì 1 gram carb thì nó sản sinh ra 4 calo, và carbohydrate thì gồm có tinh bột, đường và chất xơ. Chất béo hay còn gọi là fat, 1 gram thì bằng 9 calo. Protein hay còn gọi là đạm thì 1 gram bằng 4 calo. Và nhiệm vụ của chúng là cung cấp năng lượng cho cơ thể của bạn được vận hành tốt hơn. Và thứ nhất, protein thì nó giúp cho bạn xây dựng được tế bào hay còn gọi là các mô cơ. Còn carbohydrate thì đó là nguồn năng lượng ưa thích của cơ thể của mỗi con người. Thứ ba, đó là lượng fat thì giúp chúng ta hấp thụ vitamin và tiêu hóa vitamin được tốt nhất ở trong cơ thể của mỗi người chúng ta. Và cũng giống như âm dương ngũ hành thì có hai mặt trắng và đen. Và trong macronutrition cũng có hai mặt. Thứ nhất đó là tốt và xấu. Cái thứ hai đó là nhóm macronutrition hấp thụ nhanh và hấp thụ chậm. Và cũng có nhóm macro đơn giản và macro phức hợp. Vậy ăn loại nào ở thời điểm nào là hợp lý và ăn nó ra sao thì mời bạn đón xem video sau nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video của Linh. Nếu thấy video của Linh hay ý nghĩa, đừng quên để lại một comment, một like, một chia sẻ. Đó là động lực để Linh làm những video sau hay ý nghĩa và tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Hà Quang Linh, xin chào.